Mau đi, bình thường mày chạy nhanh lắm mà người rừng. Từ nay đây sẽ là nhà mới của mày. Đây, cầm cái chùi này lên, dọn dẹp sạch sẽ cái nhà này cho anh. Quen kiểu gì mà chỗ này chưa sạch, đi lại đây. Việc của cậu xong rồi, tiền công của cậu đấy nha. Dạ, cháu cảm ơn dì ạ. Cháu về đây. Cầm cho ký vào. Người rừng ơi, anh đi làm về rồi. Người rừng, người rừng, em đâu rồi? Ủa, nó ở nhà chơi đi mà. Người rừng, Người đứng ơi! Người đứng!